Cô chào các em. Chúng ta sẽ thực hiện nội dung ôn tập kiểm tra học kỳ 2 môn lịch sử địa lý qua phần hướng dẫn của cô trong video này nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ôn tập. Đây là các câu hỏi trắc nghiệm. Thì trong phần trắc nghiệm, các em sẽ có nhiều cách chọn, hoặc là chọn đáp án đúng ABCD, hoặc là trả lời câu hỏi đó là đúng hay sai, hoặc là các em sẽ viết câu trả lời khi có hình ảnh và cô yêu cầu cái nội dung trả lời, hoặc là sắp xếp thứ tự các đáp án 1, 2, 3, 4 sao cho đúng với nội dung của câu hỏi. Rồi, chúng ta bắt đầu. Câu 1. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên xâm lược năm 1285, quân Trần đã giành được những chiến thắng lớn ở đâu? Thì chúng ta học cái bài cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên, chúng ta đã biết là trong cái cuộc kháng chiến năm 1285, những cái chiến thắng lớn quyết định quan trọng đó là trận Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương. Các em chọn đáp án C. Câu 2. Hội nghị Diên Hồng do nhà Trần tổ chức đã triệu tập những thành phần nào để bàn kế hoạch đánh giặc? Hội nghị Diên Hồng được tổ chức tại cung điện Diên Hồng trong kinh thành Thăng Long để vua Trần mời các bô lão có uy tín về để bàn kế hoạch đánh giặc. Cho nên các em sẽ chọn đáp án D. Câu 3. Năm 1257, khi Mông Cổ cho quân áp sát biên giới Đại Việt và cử sứ giả đến Thăng Long dụ hàng, vua Trần Thái Tông đã có thái độ như thế nào? Thái độ của vua Trần Thái Tông đó là cho bắt giam sứ giả, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng kháng chiến. Đó chính là đáp án C. Câu 4. Trước khi Trần Quốc Tuấn tổ chức đóng cọc trên sông Bạch Đằng, thì trong lịch sử nước ta đã có những vị anh hùng nào từng tổ chức đóng cọc dưới lòng con sông này? Chúng ta biết Bạch Đằng Giang lẫy lừng với những cái chiến công oanh liệt, với trận địa cọc ngầm dưới lòng sông, và nó gắn liền với tên tuổi của những vị anh hùng đã từng tổ chức cái trận địa cọc ngầm dưới lòng con sông này, đó chính là Ngô Quyền và Lê Hoàng. Ngô Quyền với trận Bạch Đằng năm 938, Lê Hoàng với trận Bạch Đằng năm 981. Cho nên đáp án đúng là đáp án B. Câu 5. Lược đồ dưới đây thể hiện cho cuộc kháng chiến nào? Thì quan sát lược đồ chúng ta thấy nè, có quân bộ của Thoát Hoang, có quân thủy của Ô Mã Nhi, có đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ. Như vậy chúng ta sẽ dễ dàng xác định được để trả lời. Đây là lược đồ của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên năm 1287-1288, tức là cuộc kháng chiến lần thứ 3. Câu 6. Hồ Quý Ly tiến hành cải cách trong các lĩnh vực nào? Thì các em sẽ chọn đáp án D, cải cách toàn diện. Bởi vì công cuộc cải cách của Hồ Quý Ly là một công cuộc cải cách toàn diện, bao gồm tất cả các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội và văn hóa giáo dục. Cho nên đáp án đúng là đáp án D, cải cách toàn diện. Câu 7. Hồ Quý Ly cho phát hành loại tiền giấy đầu tiên là loại tiền nào? Chính là tiền giấy thông bảo hội sao. Đáp án A. Câu 8. Quân Minh lấy cớ nào để tiến hành xâm lược Đại Việt? Thì cái cớ mà quân Minh dựa vào để mà tiến hành tấn công xâm lược nước ta chính là lý do nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần. Các em chọn đáp án A. Câu 9. Sau những thất bại khi đối đầu với quân Minh ở biên giới, nhà Hồ đã làm gì? Nhà Hồ cho lui về thành Đa Bang cố thủ. Các em chọn đáp án B. Câu 10. Vương triều nhà Hồ được thành lập vào năm nào? Chính là năm 1400. Đáp án C. Quân Minh sang xâm lược nước ta lần đầu tiên vào năm nào? Là năm 1406. Các em chọn đáp án B. Câu 12. Để tăng cường sức mạnh quân sự, nhà Hồ đã thực hiện biện pháp gì? Nhà Hồ cho chỉnh đốn lại lực lượng quân đội, xây dựng nhiều thành lũy. Các em chọn đáp án B là đáp án đúng. Câu 13. Liên hệ với kiến thức đã học và cho biết, thế kỷ 10 đến thế kỷ 14, triều đại nào tồn tại lâu nhất ở nước ta? Chính là nhà Trần. Nhà Trần tồn tại từ năm 1226 cho đến năm 1400, khi nhà Hồ được thành lập đó. Như vậy nhà Trần là triều đại tồn tại lâu nhất. Đáp án C.
Câu 14. Nhân tố quan trọng nhất để xây dựng khối đoàn kết giữa triều đình nhà Trần với nhân dân là gì? Cái nhân tố đó chính là nhà Trần đã biết chăm lo sức dân, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc để phát huy sức mạnh của toàn dân. Hoặc là hiểu đơn giản qua cái câu như cô đã giảng dạy trên lớp đó, là nhà Trần biết dựa vào dân, lấy dân làm gốc. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 15. Diện tích của châu Mỹ lớn thứ mấy trên thế giới? Diện tích của châu Mỹ lớn thứ hai trên thế giới. Đáp án đúng là đáp án B. Câu 16. Kênh đào Panama nối hai đại dương nào? Là đại dương Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Đáp án C. Câu 17. Người đầu tiên tìm ra châu Mỹ là ai? Đó chính là Christopher Colombo. Các em chọn đáp án B. Phía bắc châu Mỹ tiếp giáp với đại dương nào? Chính là Bắc Băng Dương. Các em chọn đáp án C. Câu 19. Phía đông châu Mỹ tiếp giáp với đại dương nào? Chính là Đại Tây Dương. Đáp án A. Câu 20. Phía tây châu Mỹ tiếp giáp với đại dương nào? Là Thái Bình Dương. Đáp án B. Câu 21. Các vùng đất ở châu Mỹ được Colombo khám phá chủ yếu là ở khu vực nào? Chính là khu vực Trung Mỹ và Nam Mỹ. Đáp án đúng là đáp án B. Câu 22. Câu dưới đây là đúng hay sai? Cuộc phát kiến của Colombo đã khám phá ra một châu lục mới, đó là châu Mỹ. Thì chúng ta biết câu này là đúng ha. Thì cách trả lời của các em sẽ là đánh dấu X vào ô đúng hay ô sai. Thì do câu này là câu đúng cho nên các em sẽ đánh dấu X vào cái ô đúng. Câu 23. Đâu không phải là một hệ quả lịch sử địa lý của việc phát kiến ra châu Mỹ? Thì đó chính là cái hạn chế sự phát triển của các châu lục khác. Đây không phải là hệ quả lịch sử địa lý của việc phát kiến ra châu Mỹ. Đáp án D. Câu 24. Hướng núi Cordillera là hướng nào? Là miền núi Cordillera có hướng Bắc Nam. Theo phân bố địa hình của châu Mỹ đó, các em chọn đáp án A. Câu 25. Đới khí hậu chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Mỹ là đới khí hậu nào? Chính là đới khí hậu ôn đới. Các em chọn đáp án A. Câu 26. Hãy sắp xếp theo thứ tự từ Bắc xuống Nam các đới khí hậu của Bắc Mỹ. 1. Đới khí hậu ôn đới. 2. Đới khí hậu nhiệt đới. 3. Đới khí hậu cực và cận cực. 4. Đới khí hậu cận nhiệt đới. Thì sắp xếp đúng sẽ là 3, 1, 4, 2. Tức là đới khí hậu cực và cận cực, rồi đến đới khí hậu ôn đới, rồi đến đới khí hậu cận nhiệt đới, và cuối cùng là đới khí hậu nhiệt đới. Câu 27. Bản đồ dưới đây thể hiện cho nội dung gì? Thì quan sát bản đồ chúng ta nhìn thấy nè, các miền địa hình, đồng bằng, hệ thống núi. Thì đây là bản đồ thể hiện cho địa hình của Bắc Mỹ. Câu 28. Đâu không phải là một kiểu thảm thực vật đới ôn hòa Bắc Mỹ? Thì thảm thực vật đới ôn hòa Bắc Mỹ không có rừng nhiệt đới. Không phải một kiểu thảm thực vật của đới ôn hòa Bắc Mỹ chính là rừng nhiệt đới. Chúng ta đến với phần tự luận. Phần tự luận thì có các câu hỏi, các em chỉ cần trả lời các câu hỏi theo như nội dung đã được học, đã được dẫn trong đó, đã được hướng dẫn như trong bài chương là được. Câu 1, câu hỏi về nguyên nhân thắng lợi của 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên thì chúng ta được chia ra các nguyên nhân thắng lợi. Câu 2, hỏi về ý nghĩa lịch sử của 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên ở thế kỷ 13. Theo của ba là những ý nghĩa lịch sử nào? Câu số 3. Vai trò của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đối với triều đại nhà Trần và đối với lịch sử dân tộc ở thế kỷ thứ 13. Thì các em viết ra những cái vai trò của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Câu số 4. Hỏi về nội dung chính trong cải cách
ở lĩnh vực chính trị hành chính của Hồ Quý Ly, thì các em cũng trả lời những cái nội dung chính trong cải cách về chính trị hành chính của Hồ Quý Ly là gì. Câu số 5 là trình bày về phạm vi lãnh thổ của châu Mỹ, các khu vực lãnh thổ của châu Mỹ. Câu số 6, trình bày đặc điểm của địa hình núi cao ở Bắc Mỹ, thì các em trình bày như hướng dẫn trong đề cương. Câu số 7, trình bày vấn đề đô thị hóa ở Bắc Mỹ, thì chúng ta nêu lên các ý chính về vấn đề đô thị hóa ở Bắc Mỹ như trong đề cương trình bày. Rồi, câu số 8. Câu số 8 là một cái câu dạng bài tập dựa vào hình của hai biểu đồ về nhiệt độ và lượng mưa ở hai cái trạm khí tượng Toronto, Canada và Miami ở Hoa Kỳ để nêu nhận xét về đặc điểm nhiệt độ và lượng mưa ở hai cái trạm khí tượng này. Thì câu này cô không cho đáp án bởi vì câu này là một câu kỹ năng. Cô chỉ hướng dẫn kỹ năng làm, cách làm. Thì chúng ta đã làm cái bài thực hành này trên lớp rất nhiều lần. Cho nên là ở cái bài tập này thì các em sẽ quan sát hình và chúng ta sẽ xem thật kỹ những cái yêu cầu của đề bài rồi viết câu trả lời vào cái ô bên dưới. Thì chúng ta thấy nè, ở mỗi một cái trạm Toronto hay là trạm Miami đều cho chúng ta những cái thông tin về nhiệt độ và lượng mưa. Cái trục nằm ngang bên dưới là cái trục biểu thị cho các tháng trong năm, tháng 1, tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12, đúng không? Rồi, cái trục màu xanh bên trái là biểu thị cho giá trị lượng mưa, đơn vị là mm. Cái trục màu đỏ bên phải là biểu thị cho giá trị nhiệt độ, đơn vị là độ C. Thì ở mỗi một cái trục lượng mưa và trục nhiệt độ, người ta đều đã cho sẵn những cái giá trị nhất định. Thì về lượng mưa thì các em sẽ quan sát biểu đồ cột đó, các cột màu xanh đó, các em sẽ quan sát cái biểu đồ cột là biểu đồ cho giá trị lượng mưa để xác định xem những tháng nào là mưa nhiều, những tháng nào là mưa ít. Mưa nhiều là từ 50 mm trở lên. Cô nhắc lại ha, mưa nhiều là từ 50 mm trở lên là mưa nhiều. Rồi, các em sẽ nhìn vào biểu đồ cột, tức là những cái cột màu xanh đó, để xem coi những tháng nào là những tháng mưa nhiều. Và các em sẽ viết cái câu trả lời của mình vào cái phần bên dưới. Đến câu hỏi về nhiệt độ, thì các em thấy nè, giá trị nhiệt độ được biểu thị bằng cái biểu đồ đường, tức là cái đường vẽ màu đỏ đó. Và nhiệt độ cao nhất sẽ là cái đỉnh cao nhất của cái đường nhiệt độ này. Các em sẽ tìm cái điểm ở cái đỉnh cao nhất của cái biểu đồ đường này. Và các em sẽ căng qua cái cột nhiệt độ để xem coi là ở cái đỉnh cao nhất của biểu đồ đường này thì là giá trị là bao nhiêu độ C. Đó là nhiệt độ cao nhất. Tương tự, cái điểm thấp nhất của cái biểu đồ đường này, điểm thấp nhất, thì cái giá trị ở điểm thấp nhất các em cũng căng qua cái cột nhiệt độ xem là giá trị nhiệt độ là bao nhiêu, thì đó chính là giá trị, chính là nhiệt độ thấp nhất. Và nhiệt độ thấp nhất là nó rơi vào cái tháng nào, được chưa? Rồi, chúc các em thực hiện tốt nội dung ôn tập và đạt kết quả cao trong kỳ thi học kỳ 2 nhé. Thân chào các em.